Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Top Game Live. Và hôm nay thì Cỏ Vàng sẽ giới thiệu anh em một tựa game sắp ra mắt tại thị trường Việt Nam, có tên gọi là Thiếu Nữ Erlin Chạy Đi. Thì con game này sẽ về Việt Nam sắp tới và mình đã tìm đến phiên bản nước ngoài để trải nghiệm thử xem là con Thiếu Nữ Erlin Chạy Đi này nó có gì thú vị hay không. Thật sự là nghe tên gọi thì mình nghe nó cũng khá là buồn cười rồi. Rồi thì chúng ta sẽ vào game nhé. Ở đây là bản tiếng Anh và game thì game màn hình dòng. Thì đại loại về cơ bản nó là một dạng game thể tướng rảnh tay thôi. Đấy, với đồ họa theo kiểu style anime. Đặt sạch tên này, các bạn này tạo nhân vật, cái này không quan trọng, giới tính nam nữ cái này không quan trọng nhá. Thích để nhà thì để, tùy anh em. Đấy, game thì gọi là nhân vật là game đồ họa 2D thôi, nhân vật vẽ theo kiểu style manga anime. Các bạn xây dựng đội hình, nó cũng sẽ chia hệ này, tối đa 5 tướng ra trận. Nói chung là rất là quen đúng không? Bạn nào mà chơi game thẻ tướng nhiều sẽ biết. Đây, game sau này có bỏ qua nhanh là VIP 8 hoặc là qua ải 6.30 thì sẽ có VIP 8 này, sau này cũng có tăng tốc này. Rồi auto các thứ đầy đủ luôn. Thì ban đầu là chưa auto thì mình sẽ phải bấm vào avatar nhân vật để sử dụng kỹ năng. Đấy, vượt qua ải 1.10 thì mới có auto. Rồi chúng ta sẽ challenge boss. Đó, chúng ta sẽ có 5 thuộc tính chính thôi: nước, lửa, gió, khắc chế lẫn nhau, rồi ánh sáng bóng tối. Cái này quen quá nhỉ. Rồi, đảm bảo là có kiểu là đưa các tướng cùng hệ ra trận nó cộng thêm tỷ số. Về đồ họa thì mình thấy là ổn nha. Đấy, nhân vật vẽ đẹp và các hiệu ứng chiến đấu cũng khá là ấn tượng. Đấy, đây là phần đầu game thôi, đây là phần tân thủ. Wow, thấy không? Hiệu ứng chiến đấu nhìn khá là bắt mắt. Rồi chúng ta sẽ có phần chiêu mộ này. Game thể tướng chắc chắn là sẽ có phần chiêu mộ rồi. Tí nữa mình sẽ xem phần tỷ lệ chiêu mộ phải chơi qua tân thủ đã. Đây được một tặng tướng pháp sư hệ lửa. Đấy, tướng màu cam. Tí nữa mình sẽ xem phần tỷ lệ nhá, giờ cứ phải chơi theo hướng dẫn của game đã. Chúng ta sẽ có phần nâng cấp hero này, rất là quen thuộc thôi, nâng lên level 5. Đấy, nâng level rồi mặc trang bị, sau này có tăng sao, rune, rủng các thứ nữa. Đó, khá là quen cho tướng ra trận này. Đó, nói chung là với bạn nào mà chơi game thẻ tướng nhiều ấy thì sẽ không khó làm quen với con Thiếu Nữ Erlin Chạy Đi này đâu. Đấy, không có quá nhiều gọi là điều phức tạp, game nó làm theo hướng là đơn giản, dễ chơi. Đấy, bấm ata nhân vật này. Ở đây chưa có auto thì mình sẽ bấm tay trước nhé. VIP 1 hoặc là ải 1.10 thì mới có auto. Đấy, game này thì các bạn này là VIP 1 thì đơn giản là quà nạp đầu thôi. Sau này thì hiện tại thì đây là mình vẫn đang gieo dân thủ, chứ thật ra thì sau này mình thấy là các bạn trong lúc chiến đấu anh em hoàn toàn có thể bấm ra ngoài các tính năng khác này nhá. Đấy, ví dụ là đang chiến đấu thì các bạn này đi nâng cấp tướng được. Thì những dòng game thẻ tướng rảnh tay ngày nay thì nó sẽ cho phép người chơi làm như thế, giúp các bạn tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều. Đây có tính năng treo máy này, rồi có thể chiến đấu nhanh các thứ này, đầy đủ luôn. Rất là quen thôi đúng không? Chúng ta sẽ đi nâng level này. Đấy, mặc trang bị này. Đấy, các bạn nâng cấp nhân vật lên, càng lên cao thì ải nó sẽ càng khó, thì đòi hỏi cái gọi là việc là các bạn phải nâng cấp tướng. Đặc biệt là có những tướng xịn, tướng phẩm chất vàng này là ngon nhất này. Ở đây mình chưa biết là game nó chia, chắc nó chia thêm màu thôi, màu phẩm chất thôi. Chắc là xanh dương, tím, cam. Đấy. Đấy, có quà online này. À đây, ở đây vẫn phải chơi theo hướng dẫn của game đã. Game nó hướng dẫn khá là kỹ, chắc là phải chơi qua hết cái chương 1 này mọi người ạ. Đây, có auto này. Ải 2.10 thì sẽ mở tăng tốc, sẽ giúp trận đấu nó nhanh hơn. Thường thì sau này game này tướng các bạn không cần quan tâm phần chiến đấu hết đâu. Các bạn chỉ cần quan tâm kết quả, thế là nó mới có tính năng bỏ qua nhanh nhé. Đây, hoàn thành nhiệm vụ thì các bạn sẽ nhận thưởng này, có là tặng vé quay tướng miễn phí nhé. Đấy, lên rank này, lên rank cho nhân vật đó. Đấy, hoàn thành nhiệm vụ thì các bạn sẽ lên rank và nhận thưởng thôi. Đấy, game hướng dẫn khá là kỹ. Nói chung là game này về Việt Nam thì dễ chơi thôi. Dành cho các bạn nào mà yêu thích thể loại game thể tướng rảnh tay mang chủ đề manga anime. Thật ra thì mình thấy là gameplay nó cũng không có gì đặc biệt lắm, kể về đồ họa, nhưng mà được cái là không quá khó tính thì dễ chơi, dễ nhìn. Đấy, rồi nhớ là nâng cấp mặc nhanh trang bị này, nâng lên hết nguyên liệu, hết mana để nâng cấp rồi. Đây, phần chiêu mộ nhá. Chiêu mộ thì các bạn có ba loại chiêu mộ này: chiêu mộ tình bạn, chiêu mộ thường, chiêu mộ đặc biệt. Thường là các bạn quan tâm chiêu mộ đặc biệt này. Đây, tỷ lệ này, R 68%, SR là 20% và SR UR là 12%, tỷ lệ rất là cao nha mọi người nhá. Đấy, tỷ lệ quay tướng con game này khá là cao, 12% lận. Đấy, cái friendship này thì
tỷ lệ có 1,5%. Nói chung là các bạn chỉ cần quan tâm cái advance này và quay 10 lần cho mình thì chắc chắn là với tỷ lệ 12% này, các bạn quay 10 lần chắc chắn là một tướng cam rồi. Nhưng các bạn sẽ quay rất là nhiều lần. Đây đang nghiệp nhận quà này. Đây là thẻ Battle Pass, nạp vào thì nhận thưởng nhiều hơn. Quà nạp đầu, đây là quà nạp đầu. Các kiểu các gói quà. Đây ở đây mình đang tải thêm tài nguyên. Game trông vậy thôi mà cũng lên đến 1,5GB mọi người ạ. Rất là nặng. Đây có phần gallery này. Đó, các bạn này danh sách tướng ở đây. Mình thấy là số lượng tướng nó không quá nhiều đâu. Đấy, xịn nhất là UR này. Các cái thẻ hiếm UR này. Đây phần đội hình. Đấy, rồi các bạn đưa các tướng cùng phe ra trận nó cộng thêm chỉ số. Cái này nó không có khắc chế thuộc tính à? Nó không có khắc chế thuộc tính đâu, nó chỉ có kiểu đưa các tướng cùng phe ra trận thì nó cộng thêm chỉ số thôi. Đây cũng là điều mà anh em lưu ý khi mà chơi con thiếu nữ Erlin chạy đi nhá. Erlin thì Erlin. Rồi, nhớ là nâng cấp tướng lên này. Các bạn cứ nâng cấp thôi. Sau mà không chơi nữa thì các bạn thể hoàn toàn chuyển lấy lại nguyên liệu ấy. Nguyên liệu nâng cấp các thứ thì các bạn sẽ nâng cấp lại cho tướng mới. Ban đầu là có tướng gì chơi tướng đấy anh em ạ. Nói chung là những cái ban đầu thì cũng khá là dễ thôi. Sau có phần phó bản này, level 15. Đấu trường thì đấu trường cũng level 20. Bang hội level 21. Đó, ở đây có phần chiến đấu nhanh này. Đấy, các bạn giúp các bạn lên cấp nhanh hơn. Mất 50 kim cương mỗi ngày chắc là được 4 lần. 100 kim cương này, level 11 luôn. 200 kim cương. Đấy, một phát lên level 12 luôn. Đấy, có cử nhân vật đi làm. Cái này toàn các cái tính năng thật sự là rất là quen thuộc đấy mọi người. Những cái tính năng như này thì nhiều game có rồi. Không phải là cái gì quá đặc biệt. Đây, quà nạp đầu này, tặng tướng các thứ. Ngoài ra thì các bạn vượt ải thì sẽ được tặng vé quay tướng miễn phí. Đây, khiêu chiến boss. Cảm thấy hero yếu quá thì ở đây nó chưa cho bấm ra ngoài mọi người. Đây, story mode nó không cho bấm ra ngoài. Bình thường game khác nó sẽ cho bấm luôn, nhưng game này chắc phải về sau hoặc là đi phó bản cốt truyện thì nó không cho. Cái này chắc phải chơi ấy hơn thì mới rõ được mọi người ạ. Chưa có tăng tốc. Này, ải 2.10 thì nó mới cho tăng tốc mọi người ơi. Giờ mới qua ải 1.10, tức là hết chương 1 đấy. Nhận thưởng trang bị miễn phí này. Rồi, chúng ta sẽ sang chương 2. Đấy, cứ đánh dần dần lên thôi. Khá là dễ đúng không? Ok, thì chắc là cậu vào giới thiệu nhanh cho anh em về con thiếu nữ Erlin chạy đi này thôi. Con game này sẽ được phát hành trên Việt Nam trong lớp tới thì mình cũng tìm đến bản nước ngoài để chơi. Bạn nào quan tâm mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để các bạn tìm hiểu thêm thông tin về tựa game này nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu vào. Mà thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh đây có tiến bậc này, level 20 tiến bậc. Đấy, subscribe cho kênh Top Game Online. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye. We'll be right back.